định nghĩa sinh lý lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân, điều trị, phòng bệnh. Thì siêu hấp sơ sinh có nghĩa là rối loạn trao đổi khí giữa phế nang mao mạch, ha, làm cho oxy nó thiếu mà CO2 nó dư và toan máu. Thì định nghĩa siêu hấp là định nghĩa trên khí máu, có nghĩa là khi chúng ta thấy, chúng ta thử khí máu chúng ta thấy VOC nhỏ hơn 60, bình thường là 80 đến 100, hoặc là CO2 lớn hơn 50, ha, bình thường nó khoảng 40. Đó, và pH nó toan bình thường là 7.4, giờ nó dưới 7.2. Thì siêu hấp là cái tình trạng hay gặp nhất ở trẻ sanh non luôn, sơ sinh á, và nhất là trẻ sanh non. Thì đây là sự phát triển của phổi trong giai đoạn bào thai, cái này các em đọc qua thôi không cần nhớ. Thì chỉ nhớ hai cái mốc, một là 24 tuần đó và hai là 34 tuần, mà thật ra là cái mốc 24 tuần đó, tức là em bé cái bào thai mà muốn nuôi được á, là phải 24 tuần tuổi trở lên, tức là khi cái phổi nó ở giai đoạn nang rồi thì mình mới nuôi được. Thì trên thế giới có những người đó, họ công bố là họ có thể nuôi được 23 tuần, nhưng mà rất là hiếm hoi thôi. Còn phải đến cái giai đoạn 24 tuần, tức là cái phổi nó phát triển đến giai đoạn nang rồi á, thì nó mới trao đổi oxy được, thì mình mới nuôi được nha. Thứ nhất là bây giờ mình nói sơ một sơ ít về cái sinh lý bệnh sụt phát tăng. Thì sụt phát tăng là một cái chất do tế bào phổi ở trong em bé sản xuất ra, và tác dụng của nó làm giảm sức căng bề mặt. Thì nếu sức căng bề mặt càng tăng thì nó càng dễ xẹp phổi, cho nên á, sụt phát tăng làm giảm sức căng bề mặt cho nên sẽ làm giảm xẹp phổi. Thì cái sụt phát tăng đấy nó giảm đi trong một số trường hợp sau đây. Thứ nhất đó là sanh non thì đứng vị trí hàng đầu luôn, tức là sanh non thiếu sụt phát tăng là sanh non là nguyên nhân hàng đầu của thiếu sụt phát tăng. Nhưng mà có một số trường hợp khác á, là không phải sanh non nhưng mà nó vẫn thiếu sụt phát tăng, hay ví dụ như mẹ dùng thuốc hay sanh mổ hay sanh nghẹt hay là sốc, hoặc là nó có đủ sụt phát tăng nhưng mà nó bị phá hủy đi trong những cái trường hợp viêm phổi rất nặng như viêm phổi hít phân su. Đó. Cái thứ hai là dịch phổi. Dịch phổi có nghĩa là trong cái thai nhi á, là phổi nó ướt, nó có nước trong đó, nhưng mà sau sanh á, thì phổi nó không có tiết nước ra nữa, mà nó phải tái hấp thu lại trong vài giờ sau sanh. Nhưng mà trong một số trường hợp thì nó tái hấp thu không có được tốt, cho nên sanh ra đời rồi thì phổi nó đáng lẽ nó khô đúng không, để mà nó trao đổi oxy thì bây giờ nó vẫn ướt cho nên nó không trao đổi được tốt, cho nên nó suy hô hấp. Thì cái dịch phổi này mà thường hay gặp nhất á, là do nó sanh mổ, do nó không có tác dụng ép của lồng ngực lên đường âm đạo, cho nên á, là nó sẽ cái dịch phổi nó sẽ không được tái hấp thu tốt. Ngoài ra là có một cái khái niệm nữa về sinh trong phổi hoặc là ngoài phổi. Sinh trong phổi có nghĩa là sao? Có nghĩa là máu chảy qua cái phế nang nhưng mà phế nang không có cái gì trong đó hết, phế nang nó bị xẹp lép, nó không có oxy trong đó, cho nên máu chảy qua vẫn không trao đổi được oxy. Có nghĩa nó sinh qua, nó có đi qua mà coi như là không đi qua, gọi là sinh trong phổi. Còn sinh ngoài phổi là liên quan đến bệnh tim, có nghĩa là có những cái lỗ thông ở trong tim mà nó thông từ bên phải, tức là lỗ thông, cho nên máu sẽ đi từ phải qua trái. Đáng lẽ máu muốn từ phải qua trái phải đi lên phổi trao đổi rồi mới xuống trái, nhưng mà bởi vì có những cái lỗ thông như vậy cho nên là máu nó đi qua những lỗ thông đó luôn, nó không thèm lên phổi luôn, nó sinh tức là đi đường tắt luôn. Thì đó là những bệnh tim ví dụ như là thông liên nhĩ, thông liên thất hoặc còn động mạch, là nó mà giai đoạn sau á, tức là nó sinh phải trái thì nó cũng gây suy hô hấp. Rồi sự thích nghi của trẻ sơ sinh á, thì khi trẻ sơ sinh sinh ra đời á, thì nó thích nghi á, là về nhiều cái cơ quan. Thứ nhất là đầu tiên quan trọng nhất là hô hấp. Thì khi mà nó khóc, tiếng khóc đầu tiên thì phổi không khí nó trào vô cái tràn vô cái phế nang, phổi nở bung ra rồi thực hiện việc trao đổi oxy CO2. Thứ hai là tuần hoàn. Tuần hoàn có nghĩa là trong thời kỳ bào thai á, thì chỉ có cái lượng máu lên phổi á, chỉ có 10% thôi, chứ không phải là tất cả những máu bên tim phải là lên phổi hết, nó chỉ có 10% lên phổi thôi, với mục đích là nuôi cái phổi đó thôi, giống như mạch vành nuôi tim vậy đó, chứ không có để thực hiện trao đổi khí. Bởi vì trong bào thai thì không có cần, phổi không cần trao đổi khí, bởi vì tất cả những cái oxy dinh dưỡng là đi từ mẹ qua em bé một lần nhau rồi đó, cho nên máu nó sẽ đi từ nhĩ phải, nó đi qua lỗ bầu dục, đi qua nhĩ trái luôn, nó không có lên phổi, hoặc là từ động mạch phổi đi qua BDA, đi qua động mạch chủ luôn. Nhưng mà khi sau sanh á, thì nó ngược lại, tức là khi sau sanh á, thì kháng lực mạch máu phổi nó giảm đi, cho nên máu nó sẽ ào ào đi lên phổi, tất cả những cái lỗ ở trong bào thai á, nó sẽ đóng lại hết, lỗ bầu dục đóng lại, đóng ống động mạch đóng lại luôn, có thể đóng ngay sau sanh hoặc là vài ngày vài tuần sau sanh gì đó, nhưng mà cuối cùng là nó phải đóng lại để cho máu từ bên phải bắt buộc phải đi lên bên trên phổi rồi mới xuống xuống bên bên trái để đi nuôi cơ thể. Về thần kinh á, thì là
ở khi sanh ra đời thì cái trung tâm hô hấp điều hòa nhịp thở là nó nằm ở đâu? Là nó nằm ở medulla đó ha, ở cái cầu não và medulla, mà chủ yếu là medulla đó, tức là hành não đó, là bắt đầu nó hoạt động thì nó mới làm cho em bé thở, tức là nó khởi phát nhịp thở. Về mặt chuyển hóa thì hemoglobin bào thai á, là hemolytic chính trong thời kỳ bào thai ha, nhưng mà khi ra đời á thì nó không còn nữa, tức là khi 6 tháng tuổi nó chỉ còn có một vài phần trăm thôi. Nếu mà nó cao hơn, nó vẫn cao hơn á, tức là khi mình đo máu á mà mình thấy hemoglobin F nó vẫn cao quá thì nó đã bệnh lý ha, bệnh lý thalassemia. Rồi một cái chỉ số nữa á, để biểu hiện cái sự thích nghi của khi ra đời là chỉ số áp ga, thì các em thấy á, nó dựa vào 5 cái: một nhịp tim, hai nhịp thở, ba trương lực cơ, phản xạ và màu da. Thì năm cái này á người ta sẽ đánh cái điểm là 0, 1 hoặc 2. Thì càng cao điểm á thì nó càng bình thường, mà càng thấp điểm là nó càng không bình thường, tức là nó bị ngạt. Thì nếu 7, 8, 9, 10 á là trẻ không có ngạt, trẻ bình thường. Nó thường người ta sẽ đánh chỉ số ga này á trong vòng 1 phút sau sanh, sau đó 5 phút sau sanh. Đó là 4, 5, 6 thì ngạt nhẹ, còn nếu mà đánh được có 1, 2, 3 là bé này rất là ngạt nặng, tức là tiên lượng rất là xấu, nó cái não nó bị tổn thương. Ở nhịp tim á thì các em thấy nếu trên 100 bình thường ha, dưới 100 á là được một điểm mà không nghe, là không điểm nào hết. Tương tự nhịp thở ha, trương lực cơ, phản xạ, màu da cũng vậy. Bây giờ chẩn đoán làm sao biết bé này có suy hô hấp thì thứ nhất đó là ta phải đếm nhịp thở. Thì nhịp thở sơ sinh từ 40 đến 60, nếu mà trên á 60 là nhanh, mà nhỏ dưới 30 là chậm. Đó, còn có một số trường hợp nó vẫn là 40 đến 60 nhưng mà nó có cương thở kéo dài, có nghĩa là trên 15 đến 20 giây. Đó thì vẫn coi như là bất thường. Những cơn ngưng thở này á, có thể là do nó sanh non cái chỗ mà trung tâm điều khiển nó chưa tốt, hoặc là nó bị bệnh rối loạn chỉ huy, có nghĩa là nó bị cái bệnh gì ở não đó, ngay chỗ đó đó, nó xuất huyết não, nó vàng da nhân, hay nó viêm mảng não, hay dị tật bẩm sinh gì đó, thì ngay cái chỗ điều khiển nó bị rối loạn ha, cho nên nó không có khởi phát nhịp thở được, nó thở rất là chậm hoặc là cơn ngưng thở rất là kéo dài. Còn thứ ba là kiệt sức, có nghĩa là sao, tức là sau một thời gian thở rất nhanh, ví dụ viêm phổi làm cho bé thở 70, 80, 90, 100 lần phút, sau đó một hai ba tiếng sau là không thể thở nổi với cái tần số như vậy được nữa. À, tất cả cái cơ nó bị mỏi rồi cho nên nó sẽ giảm xuống, từ từ nó ngưng thở. Thứ hai á, là mình coi dấu hiệu có thở gắng sức hay không, thì á, nó có cái bảng điểm Silverman, nhưng bảng này các em không có cần học, biết vậy thôi chứ trên thực tế không ai đánh giá cái bằng cái bảng điểm này hết. Thì mình coi những cái dấu hiệu bên tay trái nè, mình coi nó có co lõm ngực hay không, có kéo lên sườn á, có cánh mũi phập phồng hay không, co lõm họng ức hay không, coi cái di động ngực bụng như thế nào, và mình nghe có tiếng rên hay không. Thì cái này nó ngược lại với cái bảng áp ga, tức là áp ga nó càng cao càng tốt, còn cái này á, điểm càng cao có nghĩa là tình trạng bé nó càng nặng nha. Ngoài ra một cái dấu hiệu nữa là tím, thì cái này á, rất là dễ, mình nhìn vô là mình nhìn môi này, nhìn chi, nhìn toàn thân có tím hay không. Thì mình thấy tím trên lâm sàng có nghĩa là hemoglobin khử á, nó lớn hơn 3 gram phần trăm, cho nên một số trường hợp bé nó bị đa hồng cầu á, thì mình sẽ thấy mình rất là dễ thấy tím, bởi vì khi đa hồng cầu có nghĩa là hồng cầu rất là nhiều thì cái hemoglobin khử cũng rất là nhiều, nó dễ đạt được cái mức 3 gram phần trăm, cho nên mình sẽ thấy tím nó biểu hiện sớm, và ngược lại thiếu máu á, thì mình thấy nó biểu hiện muộn. Nếu mình chỉ thấy tím ở đầu chi thôi á, thì có thể không phải siêu hấp đâu, mà nó chỉ là do lạnh thôi, hoặc là nó tiền sốc, nó tưới máu kém. Còn nếu mình thấy nó tím toàn thân, tím da, niêm môi, chi, lưỡi hết á, thì là nó siêu hấp. Một số trường hợp á, mình sẽ thấy đặc biệt á, là mình thấy tím phân biệt, tức là một phần nó trên á, nó hồng, một phần dưới thì nó tím. Đó, thì cái này nó liên quan đến cái ống động mạch ha, cái ống động mạch là bệnh tim. Ngoài ra mình tìm những dấu hiệu khác, những dấu hiệu này á, có nghĩa để mình coi coi nguyên nhân tại sao bị suy hô hấp, nó nguyên nhân do cái bệnh gì đó. Mình khám hô hấp trên, mình coi lồng ngực hình gì, mình nghe phổi, mình nghe tim, mình quan sát bụng ha, mình khám dấu hiệu thần kinh, phục hồi màu da, mình khám dấu hiệu nhiễm trùng đó, và mình phát hiện những cái dị tật bẩm sinh hay gặp. Còn đó là lâm sàng, còn cận lâm sàng thì dĩ nhiên chúng ta phải làm khí máu rồi ha, tại vì định nghĩa suy hô hấp trên khí máu. Còn những cái xét nghiệm khác như X-quang, siêu âm, xét nghiệm máu hoặc là CT MRI gì đó, CT ngực gì đó, thì để giúp cho chẩn đoán nguyên nhân của suy hô hấp. Thì nguyên nhân của suy hô hấp là gì? Thì thứ nhất á, là dĩ nhiên là hô hấp thì liên quan đến hệ phổi đúng không? Thì tất cả những bệnh lý tại hệ hô hấp, ha, từ hô hấp trên xuống hô hấp dưới, mà đặc biệt là hô hấp dưới là phổi đó, đều có thể gây suy hô hấp hết. Thì ở bệnh sơ sinh nó có những cái bệnh mà trẻ lớn nó không có, một là bệnh màng trong, hai là bệnh hít ối phân su, ba là bệnh cơn khó thở nhanh thoáng qua, và bốn là cái áp phổi tồn tại, là bốn cái bệnh này là cái trẻ lớn nó không có.
Ngoài ra là cái ngoài cái nhóm phổi là cái nhóm tim mạch máu thì những cái bệnh lý tim bẩm sinh đều có thể gây ra suy hô hấp hết, hoặc là những đứa nó thiếu máu, đa hồng cầu hoặc bị sốc đều có thể gây ra suy hô hấp hết. Rồi cái nhóm dị tật ha, và cái nhóm bệnh lý não ha, xanh ngạt, xuất huyết, vân vân, và một số bệnh lý chuyển hóa nội tiết như rối loạn đường huyết, tức là nếu như bé hạ đường huyết nó cũng tím, rối loạn điện giải hạ canxi nó cũng tím đó, hoặc là những đứa nó hạ thân nhiệt nó cũng tím luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số cái bệnh đặc biệt ha. Bệnh màng trong thì hồi nãy nói rồi, đó là do nó thiếu sự phát tăng. Nó sự phát tăng cho nên nó sẽ làm sức căng bề mặt nó tăng lên, mà sức căng bề mặt càng tăng thì nó càng dễ xẹp phổi. Đó. Và đặc biệt á, là 80% là cái bệnh này xảy ra ở trẻ non tháng. Nhưng mà câu hỏi là nếu trẻ đủ tháng có bệnh này không? Vẫn có như thường một vài phần trăm nha. Là do là nó vẫn có sự phát tăng nhưng mà nó bị phá hủy, hoặc là do một cái số tình trạng đặc biệt như là nó bị ngạt, nó bị xanh mổ, hay là mẹ bị bệnh gì đó. Thì đặc điểm lâm sàng của nó là nó suy hô hấp và nó ngay sau sanh luôn, ngay khi ra đời luôn là nó đã không thở nổi rồi, nó khó thở rồi. À, chúng ta có thể nghe ran hoặc không, hoặc là chúng ta thấy nó là nó âm phế bào nó giảm. Thì trong vòng vài ngày đầu chúng ta phải điều trị, nếu không bé có thể sẽ tử vong. Còn điều trị tốt thì nó sẽ phục hồi hầu như không có di chứng gì luôn. Đó thì đây là một số cái hình ảnh của cái bệnh màng trong ha. Độ 1 các em thấy là chỉ có hình lưới hạt thôi, độ 2 á, thì có e-bronchogram, mà bờ tim nó thì nó vẫn còn còn rõ, còn độ 3 là nó xóa bờ tim, và độ 4 là nó xóa toàn bộ, nó mờ toàn bộ. Thì á, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 là không phải là độ nào á, là mình cũng đi bơm sự phát tăng hết. Đó, vấn đề điều trị nè, dĩ nhiên là thiếu sự phát tăng thì chúng ta sẽ bơm sự phát tăng, nhưng mà độ 1 thường chúng ta không có bơm đâu, chúng ta thở CPAP được rồi. Bắt đầu từ độ 2, độ 3 trở lên sẽ có chỉ định bơm sự phát tăng, và song song với bơm sự phát tăng thì chúng ta phải thở áp lực dương, có nghĩa là phải thở CPAP hoặc thở máy. Đó, còn dự phòng thì sao? Dự phòng thì chúng ta đừng có để sanh non ha, mà lỡ mà mẹ có những tình trạng sanh non không thể tránh được thì chúng ta sẽ phải bơm corticoid cho mẹ, tức là chích corticoid cho mẹ ở cái tuần thứ 24 đến 34. Đó. Cái corticoid đó nó giúp cho cái phổi em bé trưởng thành tốt hơn. Thứ hai là bệnh hít ối phân su, tức là cái thai nhi nó tống phân su vô nước ối, sau đó em bé nó hít nước ối có cái phân su đó vô phổi, và khi nó hít cái chất nước ối mà có cái phân su lợn cợn như vậy á vô phổi thì nó sẽ bị tắc nghẽn những cái phế quản, tiểu phế quản trong cái phổi đó, nó gây xẹp phổi hoặc nó gây ứ khí hoặc nó gây tràn khí. Thì giai đoạn đầu là viêm phổi do phân su thôi, hóa chất thôi, nhưng mà không bảo đảm là phân su này vô trùng, phân su vẫn có thể nhiễm trùng như thường thì nó thành ra viêm phổi vi trùng. Cho nên trong phần điều trị chúng ta vẫn dùng kháng sinh. Đó. Thì cái đặc điểm của nó là thường xảy ra ở những trẻ già tháng ha. Hồi nãy mình nói trong phần sanh non già tháng đó, là những đứa già tháng có cái bệnh gọi là hít ối phân su đó, và sanh ra là nó cũng suy hô hấp ngay sau sanh luôn, và em bé sanh ra các em thấy nước ối nó sẽ màu xanh hoặc màu vàng, da của em bé thì nó tẩm nhuộm nước ối thì nó vàng vàng xanh xanh đó, và nó như một cái tình trạng là viêm phổi rất là nặng. Đó, đây là những cái hình ảnh của viêm phổi hít phân su là nó bị tổn thương cả hai bên luôn, mà giống như là phế quản phế viêm vậy đó. Alo, đang dậy nè. Trời ơi, biết sao không? Hồi nãy Trúc nói nha, biết sao không? Vô rồi, lúc mà dậy á, thì nó thoát ra hồi nào không có hay. Mà sinh viên nó gọi điện thoại, mà mình gọi điện thoại với mình cứ tưởng là ai gọi cho mình á, mình đang dậy, mình không bắt máy. Nó cũng không nhắn tin luôn. Thế là mình cứ thao thao bất tuyệt hết cái bài đó luôn, cuối cùng á hỏi tụi nó nói nó chưa nghe gì hết, giờ dậy lại, đang dậy lại rồi thôi nha. Rồi, rồi. Đó, còn đây cũng là một hình ảnh của hít ối phân su, các em thấy không, tức là nó cũng tổn thương rất là nặng luôn, giống như viêm phổi mà đầy hai bên phổi luôn, có một phần ứ khí nhẹ ở bên đáy phổi bên phải. Rồi cái bệnh nữa à, thì cái này vấn đề điều trị của nó là gì? Điều trị tức là chúng ta phải sao, phải hút rửa phân su à, tức là trong ngay sau sanh á, nếu mình thấy bé nó suy hô hấp, nó thở mệt, thở co lõm ngực á, thì mình hút bằng mũi, bằng vô mũi miệng rồi, nhưng mà phải đặt nội khí quản để hút tiếp nữa nha. Và chúng ta phải điều trị giống như một cái viêm phổi nặng, tức là phải cho thở oxy, thở máy và điều trị kháng sinh.
đầu gối cái bệnh nữa, thì hai cái bệnh màng trong và huyết khối phân xui là hai bệnh rất là nặng. Nhưng mà cái bệnh này á thì nó lại ngược lại, là nó rất là tiên lượng rất là tốt, nó tự hết luôn cũng được, tức là hơn khó thở nhanh thoáng qua. Thì nó liên quan đến cái vấn đề dịch phổi hồi nãy mình có nói đó, tức là khi sanh ra đời thì dịch phổi phải được hấp thu tốt, nhưng mà vì lý do nào đó nó không có được hấp thu tốt, cho nên á, là phổi nó ướt, ướt thì nó siêu hấp, nhưng mà từ từ nó sẽ được hấp thu, tức là nó không hấp thu trong vài giờ đầu, nhưng 1-2 ngày sau, 3-4 ngày sau nó hấp thu hết. Cho nên đây là mình điều trị bảo tồn, có nghĩa là mình sẽ, nếu siêu hấp quá thì chúng ta chỉ cho thở CPAP thôi à, chứ không có dùng kháng sinh, không có dùng gì khác, và mình đợi cho từ từ nó sẽ hấp thu, tuy nó chậm nhưng mà nó sẽ hấp thu hết. Và những cái bệnh này thì nó hay gặp nhất là ở trẻ sanh mổ hả các em đó, và tiên lượng rất là tốt ha, kéo dài khoảng vài ba ngày thôi, sau đó phục hồi và không có di chứng. Thì cái X quang của nó, một là thấy hình bình thường ha, hình phổi bình thường, hai là mình thấy những cái đường kẹt ly, là những cái đường các em thấy thấy nối, là những cái đường mà phù mô kẽ đó, tức là em thấy á, là nó màu trắng, nó đi từ cái lồng ngực ở ngoại vi, nó đi vô trong, nó nằm ngang đi vô trong, tức là nó bị nước ở những cái chỗ mô kẽ. Và một tình trạng nữa là viêm phổi, thì cái này giống như những cái viêm phổi thông thường thôi, có thể do vi trùng, virus vân vân. Thì nguồn lây có thể do mẹ bị bệnh nè, trong cái vùng sinh dục nè, hoặc là cái chỗ sanh nó không vô trùng nè, hoặc là những cái người khác lây cho em bé. Thì lâm sàng mình thấy có thể nghe ran, có thể siêu hô hấp, có thể có dấu nhiễm trùng ha, chúng ta chụp hình lên thì có thể thấy là những tình trạng viêm phổi phế quản, phế viêm, hoặc là đông đặc, hoặc là xẹp phổi đó. Thì điều trị giống như bình thường thôi, là uống dùng kháng sinh, vật lý trị liệu, hoặc là cần thiết thì cho oxy. Rồi một số cái bệnh lý khác, ví dụ như tràn khí, thì các em thấy lồng ngực nó sẽ phồng một bên là bên tràn khí đó, nhưng mình khi đặt ống nghe vô thì mình nghe khí âm nó sẽ giảm, đúng không? Nó giảm bởi vì nó là cái khí trong màng phổi chứ không phải là khí trong phế nang, và chẩn đoán xác định bằng chụp X quang. Thứ hai là tình trạng thoát vị hoành. Thoát vị hoành tức là một bên á, tức là tất cả những cơ quan nó bên phải hoặc bên trái nó chui theo những cái lỗ trong cơ hoành, nó chui lên thì nó đẩy cái tim hoặc là đẩy cái phổi về qua bên kia. Thường là nó sẽ thoát vị hoành trái, thì khi mình nghe, mình đặt ống nghe vô thì mình sẽ thấy bên trái á, đây nè, thì mình sẽ thấy sao không có nghe âm phế bào mà âm mà nghe tiếng ruột không à, à tiếng lọc sọc của ruột đó, tim có thể đẩy qua cho nên mình không nghe tim bên trái nữa, mình nghe tim bên phải chẳng hạn vậy đó. Mà cũng phải chụp X quang luôn. Rồi một số trường hợp cũng hay gặp là teo thực quản ha. Teo thực quản thì là mình đặt cái xong dạ dày vô nó bị vướng và nuốt nước bọt vô đâu có nuốt được, cho nên miệng lúc nào nó cũng sùi bọt bọt cua, tức là cái nước miếng đó, và bị hẹp mũi sau. Hẹp mũi sau á, thì có thể là hẹp một bên thì vẫn còn thở được, còn hẹp hai bên á, là nó phải há miệng ra, tức là khi nó khóc á, nó há miệng ra thì nó hồng hào bởi vì nó thở bằng miệng, còn khi nó không khóc á, thì nó bị tím ha, bởi vì nó thở bằng mũi, nó bị không không khí nó không có vô được. Rồi vấn đề điều trị thì dĩ nhiên chúng ta nguyên tắc là phải nằm đầu cao lên ha, hút dịch cho sạch sẽ, đặt xông dạ dày để cho giảm chướng bụng ha, oxy khi cần, ổn định nhiệt độ, ổn định đường huyết, điện giải, toan ha, cung cấp năng lượng và truyền máu à, nếu mà thiếu máu quá chúng ta phải truyền máu ha, bởi vì máu là cái hồng cầu nó chuyên chở oxy, cho nên là chúng ta phải đầy đủ hồng cầu thì mới chuyên chở đầy đủ oxy đến mô được. Và tùy cái nguyên nhân mà chúng ta điều trị ha, viêm phổi thì điều trị kháng sinh, màng trong thì xịt phát tăng, hít ối phân xu thì phải hút dịch ối kháng sinh vân vân. Thì cái này là tùy tùy nguyên nhân là chúng ta sẽ phải điều trị. Rồi nói sơ về cái oxy liệu pháp, thì oxy liệu pháp có nghĩa là khi nào chúng ta cần oxy là khi chúng ta đo PaOC trong máu động mạch nó thấp quá, tức là nó siêu hấp đó, nó dưới 60, nó dưới 70 ml thủy ngân ha, hoặc là chúng ta không có đợi dấu hiệu tím mà thấy dấu hiệu khó thở là thở nhanh, thở co lõm ngực môi tím á, thì chúng ta đã phải cho oxy rồi đó. Thì nếu mà tím á, thì chúng ta cho đầu tiên là FiO2 là 100% luôn, nhưng mà nếu á, mà không tím lắm thì chúng ta chỉ khởi đầu là khoảng 40-60% thôi. Thì các phương pháp cung cấp oxy á, thì một á, là đa số bây giờ là các em thấy là oxy qua cannula hai mũi, thì cái lưu lượng mà tối đa các em cho là khoảng 3 lít phút thôi, đừng có cho hơn nữa, bởi vì cho hơn nữa thì cái FiO2 nó chỉ là 60% thôi. Nếu muốn cao hơn nữa, tức là nếu mình cho cannula hai mũi mà nó vẫn không cải thiện thì chúng ta cho thở qua mask, mà muốn mà cái mask nó mà FiO2 100% á, thì phải mask có túi dự trữ. Còn nếu mask không có túi dự trữ thì cũng như không, thì cũng FiO2 cũng tăng tối đa là 60%. Đó. Còn cái hút đó là cái này á, có nghĩa là khi nào mà nó bé nó bị dị tật nhiều quá ở mặt mũi miệng, mình không thể gắn cái cannula, mình không thể gắn cái mask vô được á, thì mình cho nó đổi cái nón này vô. À, nhưng mà rất là hao oxy.
Và đó là những cái phương pháp mà nó chỉ cần FeO2 thôi. Có những trường hợp á, là nó phải cần ngoài FeO2 ra, nó phải cần cái áp lực nữa. Cái áp lực đó để giúp cho nó nở cái phế nang ra. Thì mình sẽ dùng là NSPAP, tức là CPAP, tức là làm cho áp lực dương lúc nào cũng là áp lực dương liên tục hết. Thở ra hít vô cũng là áp lực dương hết. Đó, thì có nhiều cái phương pháp để cung cấp cái CPAP, nhưng mà dễ nhất á, là cung cấp qua mũi, phải gọi là NSPAP. Thì như vậy nó giúp cho khi mà cuối kỳ thở ra, phế nang nó không có xẹp vô, nó không có xẹp lại, mà nó vẫn còn giữ một cái mức độ nào đó để cho nó tăng cái sự trao đổi khí lên, đúng không? Và như vậy nó cũng làm, không những nó làm giãn phế nang mà nó giãn phế quản luôn, để nó tống xuất đàm nhớt đi. Thì chỉ định CPAP có hai chỉ định. Một là khi chúng ta thở cannula thất bại, trong những cái trường hợp như là viêm phổi hay gì đó thất bại. Còn hai là cái trường hợp là chúng ta cần cái áp lực thì chúng ta thở NSPAP ngay ban đầu luôn, chứ chúng ta không thở qua canuyin trước. Ví dụ như bệnh màng trong là nó do nó thiếu sự phát tăng, nó xẹp phế nang chứ không phải là nó thiếu oxy. Cho nên ban đầu chúng ta không có thử, thấy tím là không có phải thở oxy, mà thấy tím là chúng ta phải gắn CPAP thở luôn, bởi vì cái cần của nó không là cần oxy mà nó cần là cần áp lực để nở phế nang. Đó thì CPAP thì chúng ta sẽ áp lực á, chọn cái pi ban đầu là khoảng 4 năm thôi, thì đối với sơ sinh là dưới 7 8 nha các em, không có cao hơn 8 là nó vỡ phế nang. FeO2 cũng vậy, nếu tím thì 100%, còn nếu mà không tím á, thì chọn 40 60% rồi tùy mình sẽ điều chỉnh. Còn nếu á, mà nó là thất bại luôn thì chúng ta sẽ thở máy, tức là thở oxy hoặc thở CPAP là khi nào bé nó còn thở được, nó còn tự thở được nhưng mà thở yếu á, thì chúng ta sẽ thở bằng CPAP oxy gì đó. Còn nếu mà chúng ta không thở được nữa, tức là bé nó không thể thở nữa, nó ngưng thở hoặc là thở ngắt ngắt ngắt, tức là thở quá chậm, thì chúng ta phải thở máy, tức là chúng ta phải đẩy cái luồng khí, chủ động đẩy luồng khí vô cái lồng ngực em bé. Đó. Thì một số chỉ định thở máy như vậy các em không cần học, chỉ biết là chỉ định thở máy là khi trẻ ngưng thở hoặc là thở không hiệu quả. Rồi phòng bệnh thì dĩ nhiên muốn để cho không bé không siêu hấp thì chúng ta phải quản lý thai kỳ cho tốt ha, có nghĩa là mẹ có bệnh gì phải điều trị ha, rồi đừng có để sanh non, đừng có để sanh dạ, đừng có để sanh dạ ký ha, đừng có để bị nhiễm trùng. Rồi thứ hai là khi mà trong cái cuộc sanh á, là phải có đầy đủ dụng cụ ha, đừng có để sanh ngạt, đừng có để nhiễm trùng, đừng có viêm phổi. Và thứ ba đó là nếu mà phát hiện, lỡ mà phát hiện ra những cái dị tật bẩm sinh hoặc là những bệnh lý như là viêm phổi hít phân xu thì nên điều trị cho tốt. Và trong quá trình điều trị thì phải hạn chế những biến chứng của việc điều trị, nhưng mình đừng có để mà áp lực cao quá nó vỡ ra như tràn khí màng phổi, hoặc là mình dùng oxy kéo dài liều cao gây ra viêm phổi mạn. Thì là nó có nhiều cái cách để mà phòng bệnh như vậy. Đó thì bài hôm nay là cái bài siêu hấp, chúng ta cũng may quá là chúng ta cũng học xong. Đó thì khi đi lâm sàng nếu các em có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ hỏi. Thì hôm nay hơi cập rập bởi vì á, là coi như là lúc trước cô lần đầu tiên cái lúc thời gian đầu cũng mà các em không không biết là các em không biết.